Khi giao tranh tiếp tục lan rộng ở Myanmar, hàng ngàn người đã chạy trốn qua biên giới sang Ấn Độ trong những ngày gần đây. Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm 16 tháng 11 cho biết nước này quan ngại sâu sắc về tình hình gần biên giới. Khi xung đột leo thang, giới cầm quyền quân sự Myanmar đã yêu cầu tất cả nhân viên chính phủ và những người có kinh nghiệm quân sự chuẩn bị cho trường hợp khẩn cấp. Thông báo được một quan chức đưa ra hôm 16 tháng 11 trong lúc chính quyền đưa thông tin về các cuộc tấn công lớn từ quân nổi dậy có vũ trang ở ba bang. Một đoạn video được Chính phủ Thống nhất Quốc gia công bố hôm 9 tháng 11 cho thấy lực lượng này đốt cháy nơi được cho là một doanh trại của chính phủ ở nhà tù Calais, miền Bắc Myanmar. Quân đội Myanmar đã chiến đấu chống lại các nhóm dân tộc thiểu số và các cuộc nổi dậy khác trong nhiều thập niên qua. Nhưng cuộc đảo chính năm 2021 giúp quân đội lên nắm quyền đã dẫn đến một sự phối hợp chưa từng có giữa các lực lượng chống quân đội. Phát biểu với Reuters hôm 16 tháng 11, nhà phân tích Jason Tower cho biết, quân đội Myanmar hiện đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng khi quân nổi dậy chống chính quyền đặt ra thách thức lớn nhất trong nhiều năm. Rõ ràng, mọi chuyện không còn chắc chắn với quân đội Myanmar. Đến một thời điểm nào đó, họ hoặc sẽ phải từ bỏ những phần lãnh thổ rất quan trọng, hoặc có thể bị gây áp lực để đưa ra những nhượng bộ, thậm chí còn lớn hơn. Tôi nghĩ quân đội Myanmar đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sống còn vào thời điểm này. Trong các video do lực lượng chống quân đội công bố trong tuần này ở bang Kaya, miền đông Myanmar, một số binh sĩ chính phủ bị thương dường như đang đầu hàng. Trong video có thể nghe thấy một tay súng với binh sĩ chính phủ rằng, chúng tôi sẵn sàng bắn các người ngay bây giờ, nhưng chúng tôi sẽ không làm vậy. Các người giương cờ trắng và bước ra ngoài, sẽ không có chuyện gì xảy ra với các người. Reuters đã xác nhận vị trí của video, nhưng không thể xác nhận ngày video được quay. Các cuộc đụng độ đã khiến người tị nạn đổ sang tất cả các nước láng giềng của Myanmar. Hàng ngàn người từ bang Chin ở miền Tây Bắc Myanmar đã trốn sang Ấn Độ. Bên cạnh đó, theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 16 tháng 11, nhiều người đã vào lãnh thổ Trung Quốc để xin tị nạn. Các nước láng giềng Đông Nam Á của Myanmar đã cố gắng khuyến khích tiến trình hòa bình, nhưng không có hiệu quả. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.